cô nói câu đấy chính là gọi là đúng rồi, câu gọi là như nhân ẩm thủy lãnh noan tự chi, đúng không? Đấy, như người uống nước nóng lạnh thì biết, tự mình biết thôi, ai biết. Đọc kinh như phải đọc chú giả đấy. Bây giờ là em hiểu. Là em đi là em làm chú sáng đấy. Chị nói em nha, từ ngày chị đi lấy chùa chị khỏe mạnh dai chứ. Nhẹ con. Tâm quan như mình khai sáng khai mở, mình hiểu ra nhiều điều. Cô á, nhiều ngày thiền Việt Nam này. Vâng. Và còn những cái bài thơ của Yên Tử.